Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Lời Chúa. Chúng ta đang học sách Nehemi và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là kế hoạch xây dựng thành được thuận lợi. Trong Nehemi đoạn 2 từ câu 1 đến câu 9 và câu gốc của chúng ta ở trong Esai 61 câu 1. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, đây là loạt bài vô cùng quan trọng để giúp cho chúng con biết cách xây dựng những người mà Chúa giao đến cho chúng con. Và Chúa là đấng xây dựng lại những nơi đổ nát. Và Ngài sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu để đến thế gian này và làm chức vụ này. Và Ngài chuyển tải cho hết thảy chúng con. Xin Chúa Ngài giúp qua sách Nehemi chúng con học cách để xây dựng lại những nơi đổ nát và biết cách để đem dân sự của Chúa trở về chỗ Chúa muốn. Và sự phấn hưng đã được bùng nổ trong thời điểm này. Khi Chúa dùng Nehemi thì Ngài cũng dùng hết thảy chúng con để khiến chúng con được xây dựng lại, được phấn hưng. Và Chúa dùng chúng con để xây dựng những người trong gia đình, họ hàng, hội thánh hay là những người Chúa giao cho chúng con. Và quyền năng của Chúa bởi Thánh Linh của Chúa sẽ phấn hưng cả dòng dõi của chúng con. Hội thánh của Ngài trong những ngày cuối cùng này, chúng con biết ơn Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trong Nehemi đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Chúa cho chúng ta thấy tấm lòng của Nehemi, lòng cưu mang về sự đổ nát được thể hiện ra bên ngoài. Và đây là một điều mà Chúa Ngài muốn hết thảy chúng ta không phải chỉ thấy những cái nhu cầu đổ nát của những người xung quanh chúng ta hay là đất nước của chúng ta, nhưng mà Ngài muốn chúng ta có một tấm lòng cưu mang và cầu nguyện để Chúa Ngài dùng chúng ta thực hiện được điều này. Vì thường chúng ta hay có lòng quan tâm và có nhìn thấy những cái nhu cầu, những cái nan đề, nhưng mà cưu mang để thực hiện nó thì đây là điều chúng ta cần. Trong Nehemi đoạn 2 câu 1 câu 2. Đăng năm thứ 20 đời vua Ạt-ta-xét-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh, điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Tháng Nisan là khoảng tháng 3 hay là tháng 4. Và ở đây chúng ta nhìn thấy tấm lòng cưu mang của Nehemi trong sự cầu nguyện, trong sự kiên ăn. Chứ không phải chỉ là suy nghĩ hay là cưu mang tức thời. Và cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang ở trên Nehemi, hay là sự sức dầu của Chúa đang ở trên đời sống của ông. Và chúng ta cầu nguyện để xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cũng ban cho chúng ta tấm lòng của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những gì mà Chúa Ngài dùng Nehemi một cách vô cùng kỳ diệu. Và đây là thời điểm cuối cùng Chúa đang muốn dấy lên những con người có lòng cưu mang cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Có lòng thương xót những người đau khổ, đổ nát. Họ cần Chúa Giê-xu.
Và khi ông Nehemi, ông là một vị quan để dâng rượu cho vua. Và đối với tất cả những người mà ra chầu vua đó là phải luôn luôn tươi tỉnh, vui vẻ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Nehemi không thể kìm giữ được những cái điều ở trong lòng của ông, cho nên nó đã thể hiện qua khuôn mặt của ông. Và vị vua đã nhận ra. Nếu bình thường có thể vị vua này trút bỏ công việc của ông, hoặc là có thể giết ông. Nhưng mà vì cớ sự kiên ăn và cầu nguyện, tìm kiếm nối kết được với Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Ngài can thiệp ở đây. Đây là điều để khích lệ hết thảy chúng ta. Muốn làm những công việc Chúa giao cho, hãy chuẩn bị tấm lòng, chuẩn bị sự cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, thì chính Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy nhiều người có những cái khải tượng, có những cái ước mơ cho gia đình của mình, cho quê hương của mình. Nhưng mà sau đó vì cớ thiếu sự cầu nguyện và bận rộn với những cái ý tưởng hay là những cái chương trình hơn là tìm kiếm mặt Chúa để thực hiện những điều này. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta và chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn điều này. Con muốn sự sức dầu của Chúa trên con để con có thể thực hiện những gì mà Chúa đặt để trên cuộc đời của con. Và bây giờ Chúa Ngài cho ông có cơ hội để được ơn trước mặt vua. Và ở đây chúng ta sẽ nghĩ trong Cựu Ước thì ông Nehemi như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào Tân Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài bày tỏ qua câu chuyện để thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài đang cần những con người để mang sứ mạng của Chúa, mang lấy sự sức dầu của Chúa để đi chữa lành, xây dựng những con người bị đánh đập, bị đau khổ, bị đổ nát. Trong Luca đoạn 10 câu 30, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho. Chúng ta thấy Jerusalem là một nơi thờ phượng. Mà bây giờ cái người này đi xuống Jericho là một cái nơi tội lỗi. Lâm vào kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Ngày hôm nay người ta thấy vẫn còn sống, còn sinh hoạt, nhưng mà trong lòng của họ đã chết. Và nếu trong chúng ta ai là người bị tổn thương, bị đau khổ, cho nên lòng của chúng ta không còn có cái cảm xúc của sự yêu thương Chúa, cái cảm xúc để nhạy bén với tình yêu đối với những người hư mất, vì chúng ta đã bị những người hư mất đánh đập cuộc đời của mình. Thì đây là điều để Chúa Ngài muốn chữa lành trong giờ phút này. Vì nếu chúng ta không được chữa lành, chúng ta không thể nào mang cái sự sức dầu này đi được. Và chúng ta sẽ nhờ Chúa để học sách Nehemi. Chúng ta thấy ông đối diện với rất là nhiều sự khó khăn. Nhưng mà kết cuộc rất là mỹ mãn, rất là phước hạnh, rất là bứt phá. Xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta đeo đuổi được mục tiêu mà Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, bởi sự sức dầu của Ngài. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Trong những đoạn sắp tới của Nehemi, chúng ta sẽ gặp những thầy tế lễ này. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người biết mình là thầy tế lễ, hay là có một tấm lòng để thấy những người hoạn nạn trên tuyến đường chúng ta đi về thiên quốc. Nhưng mà rất là nhiều người mang cái tinh thần tôn giáo, nhìn, thấy, biết, nhưng mà không cưu mang ở trong lòng, không có cách để giải quyết. Cho đến giờ phút này xin Chúa Thánh Linh Ngài cho chúng ta biết được cách giải quyết, và Chúa bày tỏ cho chúng ta ở đây. Và những thầy tế lễ là những người dâng hương, những người phục vụ
tại nơi đền thờ. Và ngày hôm nay chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhiều hơn là thực hiện những điều Chúa muốn. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta vừa cầu nguyện mà vừa có một đời sống đức tin thực tế giúp đỡ những người chung quanh chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta là những người sống tưởng tượng mà không có thực tế, đức tin mà không có việc làm. Và lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Người Lê-vi cũng là người phục vụ trong đền thờ. Nhưng mà ở đây chắc có lẽ vì cớ ông bận rộn công việc của đền thờ, cho nên chỉ tới gần hơn ông thầy tế lễ, nhưng mà rồi cũng đi qua khỏi. Anh chị em ơi, biết bao nhiêu cuộc đời chúng ta đã đi qua khỏi họ. Và chúng ta không có biết cách để giúp đỡ cho nên không dám cưu mang. Và ngày hôm nay vì cớ lòng con người, chúng ta không lường trước được cho nên sợ đem họ về nhà. Và chỉ đến hội thánh mình giúp đỡ được phần nào thôi. Và sau những giờ giảng thì đường ai nấy đi. Trong hội thánh ở tại đây, Chúa cho chúng tôi gặp một người, cô này cô đến lần thứ 3 hay là thứ 4. Và cô có rất là nhiều nan đề trong cuộc đời của cô. Và cảm ơn Chúa khi đến, Chúa Thánh Linh đã chạm đến tấm lòng của cô. Và mục sư cũng khích lệ cô hãy tiếp tục để tìm cầu Chúa và chúng tôi có thời giờ để nói chuyện với cô. Và tôi cũng đang cầu nguyện để Chúa cho tôi biết cách để giúp đỡ hơn nữa, vì nếu chúng ta không nhờ Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, chúng ta không thể nào hiểu nổi những cái nỗi khổ của những người khác trong cuộc đời của họ. Câu 33. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót. Ở đây chúng ta sẽ thấy ở trên những người kia cũng có ngó thấy nhưng mà đi qua. Người này có lòng thương xót. Và người nào có lòng thương xót thì sẽ có hành động. Bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi rịch lại. Đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Không bỏ kẻ này chết giữa đường. Nhưng mà có cách để giúp kịp thời và có cách để giúp sau đó. Rất là nhiều người đến hội thánh, được cầu nguyện, được giải cứu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái hậu giải cứu rất quan trọng. Nghĩa là sau khi được băng bó, rửa lành vết thương thì phải tiếp tục được chữa lành. Và chúng ta nhìn thấy hội thánh đầu tiên họ làm được điều này. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Giêsu, và chính Ngài đến, Ngài cũng làm cái công việc này. Và ngày hôm nay nếu không khéo, chúng ta chỉ là những người tôn giáo, những người không có thực hiện được tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không có thời giờ để cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, kiêng ăn, thì những tình trạng như vậy chúng ta sẽ kiếm cách để tránh xa cho khỏi phiền phức. Tôi có nhớ một đầy tớ của Chúa, ông làm chứng lại rằng là ông đem những người nghèo khổ vào nhà. Và sau cuối cùng họ ở thì họ làm phá nhà của ông và có rất là nhiều điều. Cho nên ông phải đi ra chỗ khác để ông mướn nhà để ở. Và ông cho họ ở trong cái nhà đó. Và cảm ơn Chúa là sau đó có rất là nhiều người được cứu. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta có một đời sống hy sinh để mới xây dựng lại được những cuộc đời đã tan nát. Xin Chúa Ngài cho chúng ta được có dầu của Chúa, có rượu của Chúa để kịp thời giúp đỡ những vết thương. Và Ngài ban cho chúng ta có tài chánh để có thể giúp đỡ sau khi được rịch những vết thương.
và có nơi để chứa họ. Ở đây chúng ta thấy là ông không có chỗ chứa, cho nên ông chứa ở nhà quán. Và xin Chúa ngài cho chúng ta có chỗ để săn sóc những người cần được giúp đỡ. Chúng ta dừng ở đây và cầu nguyện ít phút. Chúa ơi, con thấy vấn đề ở đây và tấm lòng của ngài vì những cuộc đời đổ nát. Xin Chúa tha tội cho chúng con vì chúng con thấy và đi qua. Qua bài học này, con xin Chúa cho hội thánh của Chúa, cho mỗi chúng con biết cách để giúp đỡ kịp thời những người đang cần. Và hội thánh của Chúa được mở ra, có những nơi để có thể chứa những người cần được giải cứu hay là hậu giải cứu. Chúng con cảm ơn ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đến bữa sau, lấy hai Đê-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này. Nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng hãy đi làm theo như vậy. Chúng ta hiểu, chúng ta biết những điều Chúa dạy. Điều quan trọng trong thời kỳ cuối cùng này đó là hãy đi và làm theo. Chúng ta không làm được, chúng ta ủng hộ những người có thể làm được, giống như người Samari này. Ông bận công việc, nhưng mà ông gửi tiền cho chủ quán, và nếu có cần thêm, ông sẽ là người để ủng hộ hay là trả cái số tiền còn lại. Xin Chúa ngài cho chúng ta biết sử dụng tiền của mình để giúp đỡ kịp thời và đúng việc, đúng người. Vì tôi thấy ngày hôm nay tâm lòng của anh em rất là mở ra. Và nhiều khi ở trên mạng chúng ta không biết là ai cả, nhưng mà nghe kêu gọi chúng ta sẵn sàng dâng hiến. Nhưng mà tại địa phương của chúng ta lại không thấy những nhu cầu để làm. Và tôi cảm ơn Chúa cho đầy tớ của Chúa là người đến sau ở đây. Ông giúp đỡ những người tại địa phương rất nhiều. Và ông cũng giúp đỡ những giáo sĩ ở những nơi xa, mặc dù mỗi tháng một ít thôi, nhưng mà nhìn thấy được tâm lòng của ông đối với những người xung quanh. Nên xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta kể từ giờ phút này. Và đây chúng ta nhìn thấy Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 29. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Khi nào mà chúng ta có tấm lòng này là chúng ta đang làm việc với Đức Thánh Linh. Nhìn thấy người khác mà thương xót. Trước đây khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, tôi đang ngồi tự nhiên tôi đang ăn mà tôi khóc. Không biết lý do gì tôi khóc. Khóc ngon khóc lành. Thì khoảng 1 tiếng trước đây, một người gọi điện cho tôi và báo rằng có những chuyện đang xảy ra, nhưng mà cảm ơn Chúa cho được vượt qua rồi. Cho nên anh chị em ơi, hãy sẵn sàng cho Đức Thánh Linh hành động. Bất cứ lúc nào hãy nhờ Chúa để cầu thay cho những cái nhu cầu mà hoàn toàn chúng ta không biết. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa, ngài biết và ngài dùng những tấm lòng sẵn sàng để cầu thay cho người khác, để giúp đỡ người khác. Có những cái chúng ta không biết, không làm được, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta kịp thời sẽ cứu được người đó, sẽ giúp được người đó. Trong Nehemiah đoạn 2 câu 3, ông chia sẻ lòng cưu mang về sự đổ nát cho vua. Ông nói đúng người, ông nói đúng việc. Xin Chúa ngài cho chúng ta biết ai là người chúng ta sẽ chia sẻ. Còn nếu không thì sẽ bị mất đi, bị tấn công trước khi chúng ta thực hiện. Bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Jerusalem trong thời điểm này không thể tự bảo vệ, vì thành
thì bị đốt, bị phá, cửa cũng bị đốt, bị phá. Và trong những đoạn tới, chúng ta sẽ trở về Jerusalem với Nehemi và coi cái cách của ông để xây dựng, coi những điều mà ông đối phó để chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Khi tôi càng học, tôi cảm ơn Chúa vô cùng vì đúng thời điểm để Chúa ban cho chúng ta lại những đoạn kinh thánh này. Mặc dù đây là những bài chúng ta đã học trước đây, nhưng mà khi học lại, tôi thấy có rất là nhiều sự dạy dỗ và chính bản thân của tôi đang thiếu. Và tôi tin là rất nhiều anh em đang có lòng hầu việc Chúa cần những bài học này. Dân đoạn 2 câu 17. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Thi Thiên 69 câu 9. Vì sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Ông David, ông trải nghiệm được điều này. Và ông cũng nói tiên tri vì sự bày tỏ của Chúa về Đức Chúa Giê-xu đối với đền thờ của Ngài. Và Chúa không phải dựa vào cái đền thờ vật chất, mà Ngài muốn sử dụng thân thể của Ngài là đền thờ, phải trở nên của lễ hy sinh mới chuộc thân thể chúng ta làm đền thờ của Chúa. Cho nên Ngài rất là thương những linh hồn đang bị hư mất, những cuộc đời đang bị đổ vỡ. Cho nên Ngài được sức dầu để đến và giải cứu hết thảy chúng ta. Và những người nào biết ơn Chúa thì tấm lòng của họ sẽ giống Chúa Giê-xu. Và chúng ta cảm tạ Chúa là Nehemi được vua quan tâm và cho phép xây dựng lại nơi đổ nát. Trong Nehemi đoạn 2 câu 4, chúng ta thấy ông Nehemi, ông biết cách để cầu nguyện với Chúa trước khi trả lời với vua. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời. Ông đã chuẩn bị ở nhà rồi. Ông đã chuẩn bị trước đây để kiêng ăn cầu nguyện rồi. Nhưng mà bây giờ vua hỏi, ông hỏi Chúa. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta có nhận biết được điều quan trọng này. Vì thường chúng ta có cầu nguyện buổi sáng, hay là chúng ta có cầu nguyện buổi tối, có kiêng ăn. Nhưng mà đối diện với sự việc chúng ta không được nhạy bén như là Nehemi. Và đây là chỗ thành công. Đây là chìa khóa cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là Nehemi nương dựa vào Chúa hoàn toàn. Ông nối kết với thiên đàng. Và ông nhờ cậy Chúa để trả lời cho vua. Xin Chúa Thánh Linh Ngài sức dầu cho chúng ta trong giờ phút này. Và khi mà Chúa Ngài đồng ý ở thiên đàng thì tất cả những cái gì ở dưới trần gian này phải vâng phục. Nhiều khi chúng ta tìm kiếm sự trả lời nơi con người mà chúng ta quên rằng sự trả lời của chúng ta đến từ ngôi của Đức Chúa Trời, sự tiếp trợ của chúng ta, sự chiến thắng của chúng ta, sự ban phước của chúng ta, tất cả đều từ trên cao. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta ngước mắt lên trên núi, ngước mắt về thiên đàng hơn là chờ đợi sự giúp đỡ của trần gian. Và chúng ta thấy rất là nhiều lần chúng ta nhờ cậy nơi con người chúng ta bị thất bại. Hãy nhìn Nehemi, ông nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời, Chúa dùng ông làm những công việc rất là lớn. Một điều tôi được Chúa nhắc nhở ngày hôm nay, đó là trong mỗi một chúng ta, Chúa đang đặt để sự kêu gọi rất là lớn của Ngài. Nhưng mà vì cớ chúng ta không biết, cho nên chúng ta không làm được những điều Chúa muốn vì cớ không biết cách. Và bây giờ qua cuộc đời của Nehemi, Chúa chỉ cho chúng ta biết cách. Và kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ không nói, Chúa ơi con biết làm gì, Chúa ơi con biết ý Chúa. Nếu không biết, hãy mở kinh thánh ra mà đọc. Nếu không biết, hãy mở bài học ra mà học. Để chúng ta có thể nắm bắt được những gì mà Chúa Ngài muốn cho cuộc đời của chúng ta. Và trong Nehemi đoạn 1, có 11 rất quan trọng. Chúng ta thấy ông Nehemi, ông đã cầu nguyện trước ở nhà.
Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài, vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn hay là được thành công, và ban cho nó tìm sự nhân từ trước mặt người này, và bây giờ tôi làm quan tửu chánh của vua. Trong châm ngôn đoạn 21 câu 1, lòng của các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Bởi sự yêu thương Chúa, kính sợ Ngài, yêu thương dân sự của Ngài, yêu thương đền thánh Jerusalem, Chúa Ngài đã cho Nehemi được ơn. Và bây giờ tất cả người nào có tấm lòng đó, Chúa Ngài cũng ban sự sức dầu này cho chúng ta để chúng ta có thể làm được. Và vua đã nghiêng về dân sự của Chúa vì Đức Chúa Trời đã hành động. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nắm bắt được điều này để thành công trong cuộc đời hầu việc Chúa của chúng ta. Trong Nehemi đoạn 2 câu 5, chúng ta thấy ông xin phép vua. Ở đây để giúp cho chúng ta không phải có lòng là đủ đâu anh chị em, mà chúng ta phải biết cách. Và chúng ta đi đúng nguyên tắc của Chúa muốn cho chúng ta sẽ thành công. Vì rất là nhiều người có lòng nhưng mà chúng ta chạy trước thời điểm của Chúa và chúng ta làm theo tùy ý của mình mà không có làm theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta từ bỏ những điều đó để bước vào những điều mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta trong lời của Ngài. Nehemi đoạn 2 câu 5. Rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giuđa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Một câu rất là hay ông dùng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành. Xin Chúa Ngài cho chúng ta biết cách để trình bày khải tượng của chúng ta đối với những người có thẩm quyền hơn chúng ta. Và chúng ta không bắt họ phải đi theo mình, mà phải để Chúa hành động trong họ, để Chúa Ngài làm những gì Ngài muốn qua những người có trách nhiệm, lãnh đạo, có thẩm quyền hơn chúng ta. Vì khi chúng ta được ủng hộ, rất là tốt cho chúng ta luôn. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều này. Cho nên nếu ai mà có tấm lòng muốn xây dựng lại vương quốc của Chúa với những con người đổ nát, hãy học điều này để được vững vàng, để được bảo vệ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy ông Nehemi, ông làm với sự đồng ý của lãnh đạo. Xin Chúa cho chúng ta nắm được chìa khóa ở đây. Và câu 6, được vua đồng ý. Đang khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Chúng ta thấy ông Nehemi, ông có sự trật tự, ông tôn trọng lãnh đạo và ông có sẵn kế hoạch. Đây là những điều chúng ta cần có trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cần có trong gia đình của chúng ta, cần có trong đất nước của chúng ta. Ngày hôm nay con người rất là phản loạn. Khi lúc mà chưa đó thì rất là dễ vâng phục. Nhưng mà khi đã bắt đầu hiểu được rồi, nắm được những nguyên tắc và có thể cho mình là hơn lãnh đạo. Và đó là lý do tại sao ma quỷ có thể tấn công vào và khiến cho chúng ta nổi loạn. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và thấy từ khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, tất cả những người nổi loạn, họ đều chết hết trong đồng hoang. Cho nên xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi những điều đó kể từ giờ phút này. Và tập để làm những điều Chúa Ngài dạy cho chúng ta trong Kinh Thánh thì Ngài sẽ bảo vệ chúng ta.
Câu 7. Ông Nehemi, ông xin cái thẩm quyền của vua. Tôi cũng thưa với vua rằng nếu điều này được đẹp lòng vua, ông dùng cái từ này lần thứ hai rồi. Xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa. Vì trong thời điểm này, dân Israel ở dưới quyền cai trị của Babylon, sau đó là của Pharaoh. Cho nên ông phải được hợp pháp, chứ không phải làm theo cảm xúc. Ông phải được cho phép từ chỗ ông đang ở trở về lại Jerusalem. Xin Chúa ngài cho chúng ta cần có thẩm quyền của Chúa và biết được những điều chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong Nehemiah đoạn 2 câu 8 phần A, ông xin vua cung cấp gỗ cho ông. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Trong bản dịch khác nó là cung cấp gỗ để dựng lại các cổng thành, xây lại đền thờ, tường thành và nhà ở. Trong những đoạn sắp tới chúng ta sẽ thấy họ sử dụng gỗ này để xây sửa lại vách thành và những cái cửa, những cái cổng ở tại Jerusalem. Xin Chúa ngài cho chúng ta, vì nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta cần được sự tiếp trợ của ngài, không những cho chức vụ mà còn cho chính nơi ở của chúng ta. Vì ngày hôm nay có rất là nhiều người hầu việc Chúa không có chỗ ở và nhu cầu về tài chánh rất là khó khăn, thì đây là điều để chúng ta biết cách mà cầu nguyện với Chúa, và Chúa ngài sẽ có cách để cung ứng cho chúng ta để công việc được hoàn thành một cách tốt đẹp theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống, chúng ta đang hầu việc một ông chủ vô cùng tốt, vô cùng giàu có. Ngài có tất cả mọi sự cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và trong Nehemi đoạn 2 câu 8 phần B, Nehemi được vua chấp thuận bởi ơn của Chúa. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, không phải là một điều nha, các điều đó tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Và những điều này nè, ông Nehemi ông làm chứng lại và chúng ta sẽ nghe cái lời làm chứng. Nhiều khi Chúa ngài ban ơn vì cớ chúng ta quỳ gối, chúng ta cầu nguyện, chúng ta kiêng ăn. Nhưng mà khi chúng ta trình bày thì chúng ta nghĩ như mình là người được ơn, xứng đáng để được những điều đó, chứ không phải do Đức Chúa Trời ban cho nhờ ơn của ngài. Anh em hãy nhớ điều này. Hãy cẩn thận về cái lời làm chứng của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta dành cái sự vinh hiển của Chúa, nhiều khi chúng ta cho mình là người được ơn, được phước vì chúng ta xứng đáng là hoàn toàn không đúng. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta tất cả là bởi ân điển của ngài, bởi ơn của ngài, chứ chúng ta không có gì cả. Không có ai xứng đáng, không có ai nợ, không có ai mà Chúa nợ một cái điều gì cả, mà chúng ta nợ Chúa cả cuộc đời của mình. Ở trong Luca đoạn 22 câu 35, chúng ta thấy Chúa ngài trả lời qua sự cung cấp của vua. Đoạn ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Khi Đức Chúa Giêsu ngài tại thế, ngài chọn các môn đồ, ngài có 12 môn đồ, và ngài có tới 70 môn đồ và có rất là nhiều người theo Chúa trong thời điểm bây giờ. Và khi mà Chúa hỏi các môn đồ, họ nói là họ không thiếu gì cả. Xin Chúa ngài ban sự sức giàu này
cho tất cả những người đang hầu việc Chúa và cho tất cả những người mong muốn hầu việc Chúa. Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa không cung ứng cho chúng ta theo cách của trần gian, mà Ngài cung ứng cho chúng ta theo cách của thiên đàng. Mà nó chỉ được thực hiện khi ở trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta mong muốn cho vương quốc của Ngài được phát triển. Chúng ta mong muốn cho nhiều người được vào trong nước thiên đàng. Đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta. Chúng ta để ít phút cầu nguyện ở đây. Kẻ ơi, con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài khích lệ cho chúng con, cho chúng con nhận biết chúng con đang hầu việc ai. Và Ngài cho chúng con biết mục tiêu của chúng con là hầu việc Chúa bằng cách nào. Và chương trình của chúng con có đi với chương trình của Đức Chúa Trời hay không. Và xin Chúa tha thứ nếu chúng con làm những điều theo ý riêng của mình. Bây giờ chúng con quay trở lại để chính Ngài giúp đỡ chúng con, nắm lấy tay của chúng con và dẫn chúng con đi đúng mục tiêu mà Chúa muốn. Chúng con cảm ơn Chúa và Ngài cho chúng con gặp đúng người, đúng việc để chương trình công việc của Chúa được thực hiện theo cách của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Nehemi được nhà vua hỗ trợ thêm người đi giúp cho việc xây dựng lại. Cảm ơn Chúa không? Không phải ông giúp tất cả những nhu cầu về vật chất, mà bây giờ ông giúp người nữa để đi xây dựng với ông Nehemi. Trong Nehemi đoạn 2 câu 9, vậy tôi đến cùng các quan trọng tấn, quan tổng trấn bên kia sông, và trao cho họ những bức thư của vua. Cảm ơn Chúa không? Những cái gì ông chuẩn bị là nó đi đúng hướng hết. Và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Vì ông là quan lớn mà. Và ở đây chúng ta thấy là có quan tướng và quân lính đi chung với Nehemi để bảo vệ ông. Vì cái đoạn đường từ ở đó về Jerusalem rất là nguy hiểm trong thời điểm bây giờ. Vì hoang vắng và kẻ cướp giật, và họ về thì họ mang rất là nhiều tiền bạc về để xây dựng lại. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài ủng hộ chúng ta thì Ngài sẽ dấy nhiều người lên để giúp đỡ chúng ta, bảo vệ chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 8, đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Trong văn đoạn 20 câu 21, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Ai là người sẵn sàng nói với Chúa rằng có con đây Chúa ơi? Và bây giờ con học những điều này bởi Thánh Linh của Chúa giúp con ứng dụng nó vào đời sống thực tế của con. Và xin Chúa tha thứ vì lâu nay chúng con học Kinh Thánh để hiểu. Và như là một tôn giáo mà chúng con cần phải biết vì chúng con tin. Bây giờ lời của Đức Chúa Trời trở nên quyền năng sống động và ích lợi cho đời sống thực tế hằng giây, hằng phút, hằng ngày của chúng con tại trên đất này. Và xin Chúa Ngài mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí để chúng con không còn bị tối tăm nữa, để chúng con không còn thắc mắc là mình phải làm gì. Và cuộc đời chúng con sinh ra có một mục đích rất quan trọng mà Chúa đặt để trên chúng con. Và chúng con xin Chúa tha thứ vì lâu nay chúng con không nhìn theo cách này. Hoặc là chúng con nhìn cũng chưa rõ, bây giờ qua lời của Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài, con thấy cuộc đời của con ở trong sách của Nehemi. Con thấy Đức Chúa Trời quyền năng của Nehemi, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của con. Và những cái gì mà Nehemi đối diện và chiến thắng, con cũng được như vậy vì đấng ở trong chúng con
lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì trong Ê-sai 61, Ngài đã được sức dầu để làm những điều mà Cha muốn. Bây giờ con xin sự sức dầu đó hành động trong chúng con, để chúng con là những người được Chúa sai đi, những người được mạnh mẽ, những người xây lại những nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Và xin Chúa Ngài cho chúng con biết cách để làm việc với Ngài. Bởi Thánh Linh của Ngài, con tin rằng kể từ giờ phút này, Chúa giúp con làm được mọi sự trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.